Kính chào quý vị và các bạn. Bệnh động mạch ngoại biên là tình trạng hẹp của các động mạch ngoại biên của chân, tay, một số nội tạng hay của đầu mà thường gặp nhất là hẹp các động mạch của cẳng chân. Bệnh này không bao gồm các động mạch chi phối cho tim hay não. Hai trường hợp này được gọi là bệnh động mạch vành và bệnh mạch máu não. Tỷ lệ bệnh động mạch ngoại biên trong dân số chung là 12-14%. Có tới 1/3 số người đái tháo đường ở tuổi trên 50 mắc bệnh động mạch ngoại biên. Ở người mắc bệnh động mạch ngoại biên, các cơn đau tim hay đột quỵ gặp nhiều hơn 4-5 lần so với những người không mắc. Vậy bệnh động mạch ngoại biên nguy hiểm như thế nào? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh như thế nào cho hiệu quả? Chương trình Sức khỏe là vàng sẽ thông tin về bệnh lý này. Nhưng trước hết quý vị đừng rời màn hình vì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bắt mạch sức khỏe của bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh động mạch ngoại biên là bệnh lý tương đối phổ biến ở người cao tuổi. Phần lớn động mạch bị tắc thường là động mạch đùi, tiếp theo là động mạch khoeo, động mạch chảy sau, động mạch chảy trước. Theo khảo sát của các bệnh viện có chuyên khoa về tim mạch, bệnh mạch máu ngoại biên ngày càng có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh này gia tăng là do số người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu ngày càng nhiều. Đây là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh mạch máu ngoại biên. Đặc biệt, hút thuốc lá hoặc hút thuốc lào nhiều thì nguy cơ mắc bệnh mạch máu ngoại biên rất cao. Về bệnh lý động mạch ngoại biên thì ngày càng là những bệnh lý phổ biến ở trong người dân của chúng ta, và đặc biệt là với các lứa tuổi mà càng cao, các cụ trên 70-75 tuổi chẳng hạn, thì cái tỷ lệ mắc bệnh lý động mạch ngoại biên này cũng sẽ càng gia tăng lên, thậm chí có thể lên đến khoảng 20% số lượng bệnh nhân. Thì hàng ngày là số lượng bệnh nhân đến đây khám vì bệnh lý động mạch ngoại biên thì sẽ chiếm khoảng tầm 20-30% số lượng bệnh nhân đến khám tại trung tâm của chúng tôi. Điều đáng lo ngại là có khoảng gần 75% trường hợp không có triệu chứng. Người bệnh động mạch ngoại biên thường đồng thời có bệnh ở các động mạch khác như ở tim và não. Người bệnh có nguy cơ bị những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và cắt cụt chi. Có những bệnh nhân thậm chí là cũng không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng của người ta chỉ đơn giản là đau mỏi chân khi mà người ta đi lại nhiều. Nhưng tuy nhiên thì cũng có một số lượng bệnh nhân cũng không hề nhỏ đến đây là đã là với cái giai đoạn muộn của bệnh rồi. Giai đoạn muộn tức là người ta đã có những triệu chứng đau liên tục, đau cả khi nghỉ ngơi, thậm chí là khi những đầu ngón chân người ta đã đen, đã hoại tử rồi, người ta mới đến bệnh viện khám. Và ngoài ra thì những bệnh nhân mà có bệnh lý bệnh động mạch ngoại biên khi đến khám với chúng tôi thì họ không chỉ có bệnh lý về mạch ngoại biên mà họ còn có bệnh lý ở các cơ quan khác nữa. Họ có các bệnh lý về mạch máu nuôi não này, họ có các bệnh lý về mạch vành là mạch máu nuôi quả tim. Đấy, và khi chúng tôi kiểm tra thì hầu hết là tất cả các mạch máu của bệnh nhân đều đã bị xơ vữa, đã bị hẹp rất là nhiều. Bệnh động mạch ngoại biên hiện có xu hướng tăng lên cùng với sự tăng tuổi thọ. Sau tuổi 70, khoảng 20% dân số bị bệnh động mạch ngoại biên. Thực tế ở Việt Nam, người bệnh động mạch ngoại biên thường đến bệnh viện muộn. Khi người bệnh đau chân cả khi nghỉ nên tiên lượng người bệnh lúc phát hiện xấu hơn người bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Thưa quý vị, bệnh động mạch ngoại biên chiếm tỷ lệ 20% số lượt khám bệnh và ảnh hưởng từ 8 đến 10 triệu người ở Hoa Kỳ. Với bản chất của tình trạng xơ vữa hệ thống, bệnh nhân có bệnh động mạch ngoại biên là đối tượng có nguy cơ cao về nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong tim mạch. Việc chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên sẽ giúp các bác sĩ có những biện pháp điều trị triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Chuyên mục bác sĩ của bạn sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Đình Hoàn, khoa khám bệnh và cấp cứu tim mạch thì đầu, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Hoàn, khoa khám bệnh và cấp cứu tim mạch thì đầu, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe là vàng của truyền hình VOV. Xin chào biên tập viên Ngọc Hòa, xin chào các vị khán giả. Trước tiên bác sĩ có thể cho biết là bệnh động mạch ngoại biên là gì? Bệnh động mạch ngoại biên thì là đó là cái bệnh lý, đó là tình trạng xơ vữa ở các cái động mạch ở phần ngoại vi, cụ thể đó là động mạch ở các chi trên hoặc chi dưới, và trên lâm sàng thì đa phần mình sẽ gặp đó là ở hai chân là chính. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên thưa bác sĩ? Những nguyên nhân chính mà gây ra tình cái bệnh lý động mạch ngoại biên đó là cái việc lắng đọng các cái mạc xơ vữa, lắng đọng cholesterol và triglycerides ở các thành mạch, gây ra tình trạng các thành mạch nó sẽ bị hẹp dần, và khi hẹp nhiều thì nó gây ra các triệu chứng trên lâm sàng. Đấy là cái tình trạng nguyên nhân chính gây ra cái bệnh lý động mạch ngoại biên.
Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những đối tượng nào thì dễ mắc bệnh động mạch ngoại biên ạ? Có một số đối tượng mà thuận lợi cho cái việc tiến triển của bệnh lý động mạch ngoại biên. Thứ nhất là các bệnh nhân có tuổi. Những bệnh nhân trên 50 tuổi thì bắt đầu nguy cơ cao hơn rồi. Và đặc biệt những bệnh nhân trên 70 tuổi thì có khoảng trên 20% số những bệnh nhân trên 70 tuổi nó có bệnh lý động mạch ngoại biên. Thứ hai đó là các bệnh nhân có các bệnh lý nền thuận lợi cho cái việc lắng đọng cholesterol và triglyceride được các thành mạch. Đó là bệnh nhân có tăng lipid máu, tăng cholesterol máu, những bệnh nhân có tăng huyết áp, có tiểu đường. Và đặc biệt ở nam giới, những bệnh nhân mà hút thuốc lá thì cái nguy cơ tổn thương các cái mạch máu ngoại biên nó cao hơn rất là nhiều so với những bệnh nhân bình thường. Ngoài ra thì có hai nhóm đối tượng nữa, nó liên quan đến một số bệnh lý bẩm sinh về chuyển hóa lipid trẻ thôi. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là có một số bệnh nhân về cái bệnh lý gọi bệnh lý Berger, nó sẽ gây ra tổn thương các thành mạch. Bệnh động mạch ngoại biên có những dấu hiệu triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Cái triệu chứng của bệnh động ngoại biên thì thứ nhất là nó khá là đa dạng và thường nó biểu hiện khi bắt đầu các cái thành mạch nó hẹp có ý nghĩa, có nghĩa là bắt đầu hẹp nhiều một chút thì bắt đầu mới biểu hiện ở bên ngoài. Vì nó có khoảng 25% số bệnh nhân là không có triệu chứng, có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng gì về động mạch ở chân hay ở tay cả. Còn trên lâm sàng thì đa phần mình gặp đó là các triệu chứng đầu tiên đó là đau mỏi chân. Nó biểu hiện đó là bệnh nhân đi lại, khi đi một quãng đường cố định nào đấy thì bệnh nhân bắt đầu thấy nó thấy tức chân, mỏi chân, đặc biệt là hay đau ở các vùng bắp chân hoặc bắp đùi. Khi tình trạng động mạch ngoại biên nó bị hẹp nhiều và đặc biệt có những cái tắc mãn tính thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng thiếu máu ở chi. Thứ nhất là chi sẽ lạnh hơn, đầu chi có thể bị tím một chút, kèm theo nó có loạn dưỡng ở bên ngoài, nó mình nhìn thấy các sắc tố da sẽ thay đổi một chút, chân nó sẽ hơi thay đổi về mặt sắc tố, lông có thể bị rụng. Và đặc biệt nặng hơn nữa đó là các cái vết loét, các vết hoại tử ở đầu chi. Thì đấy là lúc đấy là cái tình trạng rất là nặng rồi. Bác sĩ có thể cho biết là bệnh động mạch ngoại biên nguy hiểm như thế nào? Bệnh động mạch ngoại biên thì bởi vì nó tiến triển rất là âm thầm, đến khi mà mình phát hiện ra thì thường nó đã hẹp rất là nặng và tổn thương trên một đoạn rất là dài. Chính vì vậy cái việc tiên lượng của điều trị cũng như là các cái nguy hiểm của nó là nó sẽ cao hơn so với cả bệnh lý khác. Thứ nhất là khi những cái vết loét, vết nhiễm trùng ở những cái đầu chi mà có động mạch bị tổn thương thì cái việc điều trị rất là khó khăn, bởi vì lượng máu đến rất là ít, kể cả kháng sinh mình dùng hay không thì cái hiệu quả điều trị rất là chậm. Thứ hai đó là những cái tổn thương hoại tử khô rồi thì lúc đấy thì cái nặng nhất đó là mình sẽ phải cắt cụt chi cho bệnh nhân, cái đấy nó sẽ để lại cái tàn tật suốt đời cho bệnh nhân. Khi những tình trạng nhiễm khuẩn nặng và tình trạng hoại tử mà nặng mà mình không can thiệp hoặc không xử trí đúng thì nó sẽ gây ra những tình trạng nhiễm khuẩn huyết và nhiễm độc cơ thể thì nó có nguy cơ tử vong. Hiện nay thì có những phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị bệnh động mạch ngoại biên như thế nào thưa bác sĩ? Để mình chẩn đoán được bệnh động mạch ngoại biên thì đa phần là mình sẽ dựa trên triệu chứng lâm sàng đầu tiên. Đó là các bệnh nhân có đau cách hồi, có các cái vết loét, điều trị nó sẽ lâu liền hơn hoặc các biểu hiện ở ngoài chi. Đấy là các triệu chứng lâm sàng bệnh nhân khó chịu, bệnh nhân đến với mình. Còn cận lâm sàng thì bọn mình cần phải đánh giá trên hai phương diện. Đầu tiên bọn mình sẽ phải đo một cái chỉ số gọi là chỉ số ABI, đánh giá cái sự chênh lệch huyết áp giữa tay và chân. Bởi vì nếu mà chân nó càng hẹp, có nghĩa là cái lượng huyết áp xuống cổ chân nó sẽ càng giảm thì cái chênh lệch đấy nó sẽ càng cao. Thứ hai đó là phương pháp về mình sẽ phải xô mạch máu toàn bộ từ động mạch chủ chậu xuống đến tận đầu ngón chân để xem là nó hẹp tắc từ những vị trí nào và mức độ hẹp ra sao. Và một phương pháp tối ưu hơn nữa đó là mình sẽ chụp mạch, nghĩa là mình sẽ chụp và dựng hình mạch máu toàn bộ động mạch chủ chậu và động mạch hai chi của mình, và từ đó mình sẽ đánh giá được xem là động mạch ở bệnh nhân là tổn thương ở những vị trí nào và tổn thương đoạn dài bao nhiêu, và mình cần có kế hoạch để điều trị cho bệnh nhân như thế nào. Mình sẽ dựa trên phim chụp mạch là chính. Các phương pháp điều trị cho bệnh nhân thì nó phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Với những bệnh nhân ở giai đoạn bệnh động mạch ngoại biên mức độ nhẹ thôi hoặc vừa, nghĩa là chỉ có triệu chứng trên lâm sàng thôi, thì đầu tiên là mình sẽ thay đổi các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, có nghĩa là giảm bớt yếu tố nguy cơ đi. Có nghĩa là những bệnh nhân mà có hút thuốc lá thì cần phải tư vấn làm sao bệnh nhân dừng bỏ thuốc lá. Những bệnh nhân có các bệnh lý nền về tiểu đường, huyết áp và đặc biệt là mỡ máu thì là mình sẽ cần phải điều chỉnh về mặt chế độ ăn, lối sống, kèm theo nữa đó là phải điều trị thuốc cho bệnh nhân. Pháp thứ hai đó là tư vấn bệnh nhân tập thể dục. Khi mình tập thể dục thì cái việc lưu thông máu đến các đầu chi, đến các mô, các tế bào tốt hơn,
Và đặc biệt khi bệnh nhân mà có tổn thương của động mạch ngoại biên, nó sẽ biểu hiện ra rõ hơn để bệnh nhân có thể đến khám một cách sớm nhất và kịp thời nhất. Đấy là biện pháp thứ nhất với những bệnh nhân ở giai đoạn vừa và giai đoạn nhẹ. Với những giai đoạn nặng hơn thì khi mà có bắt đầu có thiếu máu chi nhiều, rồi, có bị loét rồi hoặc có bị hoại tử đầu chi rồi, thì lúc đấy bệnh nhân bắt buộc sẽ phải vào viện, nhập viện để điều trị. Thì song song với việc mình điều trị các ổ nhiễm trùng bên ngoài, các cái ổ hoại tử, nếu mà cần thiết thì những cái hoại tử không hồi phục được thì mình sẽ phải cắt chi, là mình sẽ cần phải tái thông lại mạch máu cho bệnh nhân ở những cái mạch máu một cách nhiều nhất có thể, để làm sao cái việc tưới máu các mô một cách tốt nhất, để những cái vùng mô, những cái vùng tranh tối tranh sáng, những cái vùng mà có cơ hội để hồi phục thì nó có được hồi phục. Đó là cái phương pháp điều trị, đó là về can thiệp, có thể mình đặt stent hoặc long bóng. Còn nếu mà nặng hơn nữa, những cái trường hợp mà hoại tử đầu chi hoặc hoại tử chi rồi, thì lúc đấy là mình sẽ cần phải cắt để đảm bảo được sự an toàn về mặt tính mạng cho bệnh nhân. Ở trung tâm tim mạch bệnh viện E thì các máy móc được trang bị rất là đầy đủ và rất là hiện đại. Về chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh động mạch ngoại biên thì các máy móc đều đầy đủ cả. Về siêu âm mạch máu, ở đây bọn mình có 3 máy siêu âm mạch, ngày nào cũng khám chẩn đoán cho bệnh nhân. Về máy can thiệp, bọn mình đang có 2 máy can thiệp để phục vụ cho quá trình điều trị tái thông cho mạch cho bệnh nhân. Và đặc biệt ở đây bọn mình có các bác sĩ ngoại khoa rất là giỏi. Những trường hợp mà mình không thể can thiệp được, hoặc những trường hợp mà bệnh nhân có chỉ định về phẫu thuật tái thông bắc cầu chẳng hạn, thì các bác sĩ ngoại khoa đều làm rất là tốt. Cuối cùng, bác sĩ có những lời khuyên như thế nào dành cho mọi người để phòng tránh bệnh động mạch ngoại biên? Bệnh động mạch ngoại biên thì nó tiến triển rất là thầm lặng, đến khi mình phát hiện ra thường bắt đầu các biểu hiện nó sẽ nặng hơn, nó muộn hơn rồi. Chính vì vậy, thứ nhất là với những bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ, có các yếu tố thuận lợi, hoặc những bệnh nhân mà với lối sống nó chưa được lành mạnh, chẳng hút thuốc lá này, ăn nhiều đồ béo này, thì mình nên thay đổi những cái đấy. Thứ hai đó là các bệnh nhân nên cố gắng đi tập thể dục. Đi tập thể dục đều đặn nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của mình, trong đấy nó sẽ tốt hơn cho các cái mạch máu ở chi. Và kể cả khi mà có tổn thương rồi thì mình đi tập thì mình phát hiện sớm hơn. Và thứ ba đó là các bệnh nhân chỉ cần có biểu hiện về tức chân, mỏi chân hoặc tê bì các đầu ngón chân hoặc tay thì mình nên đi khám ở các cơ sở, các trung tâm tim mạch. Nhất là có những cái thăm dò cơ bản nhất và đơn giản nhất, đó là mình khám này, mình siêu âm này và đo chỉ số ABI. Thì các bác đã sàng lọc cho mình được xem là mình có nguy cơ bị động mạch ngoại biên hay không, hoặc có thì mình ở giai đoạn nào để mình có thể theo dõi và điều trị. Cuối cùng xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đình Hoàn, khoa khám bệnh và cấp cứu tim mạch thì đầu, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã có những chia sẻ thông tin rất bổ ích tới khán giả xem truyền hình. Thưa quý vị và các bạn, nguyên tắc điều trị bệnh động mạch ngoại biên là giảm triệu chứng đau và phòng những tiến triển xấu của bệnh như cắt cụt chân, cơn đau thắt ngực hay đột quỵ. Bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị nào là thích hợp với bạn dựa trên tình trạng toàn thân và mức độ trầm trọng của bệnh. Trong phần lớn các trường hợp, thay đổi lối sống, tập thể dục và dùng thuốc đều có thể làm chậm sự tiến triển hay đẩy lùi triệu chứng của bệnh. Người bị bệnh động mạch ngoại biên cần có chế độ ăn uống, tập luyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn cũng đã biết thì là những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên thì đều có thể kiểm soát tốt, bởi thứ nhất là mình dùng thuốc, thứ hai là phải thực hiện những cái chế độ lối sống, thay đổi lối sống sinh hoạt. Và dưới đây sẽ là những cái khuyến nghị của chuyên gia trong việc thay đổi về lối sống sinh hoạt, thay đổi về chế độ ăn uống dành cho những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì tập luyện là một trong những thành phần không thể thiếu được khi mà mình điều trị những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên. Thì việc tập luyện tùy vào giai đoạn của bệnh thì các bác sĩ cũng sẽ chỉ cho các bạn những cái phác đồ tập luyện phù hợp. Có thể khởi động bằng cách là bắt đầu mình đi bộ bằng những khoảng cách ngắn. Bởi vì những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên thì hầu hết là đều có những triệu chứng là đau cách hồi. Nghĩa là bệnh nhân sẽ có bị triệu chứng xuất hiện chứng đau chân khi mà mình đi được một khoảng cách nào đấy. Vậy thì khi mà mình thực hiện tập luyện bằng phương pháp đi bộ thì khi mà mình xuất hiện đau chân mình sẽ nghỉ. Và sau đó khi nghỉ mà mình đỡ đau mình sẽ tiếp tục mình đi. Và cứ dần dần hàng ngày sau khoảng một vài tuần thì mình sẽ tăng dần cái quãng đường để đi bộ cho bệnh nhân. Để với mục đích là mình kéo dài được cái quãng đường bệnh nhân đi bộ mà không bị khó chịu, không bị đau chân, không bị triệu chứng. Phương pháp thứ hai, thay đổi về chế độ sinh hoạt và thay đổi lối sống. Thì đây cũng là một thành phần cũng rất quan trọng khi mà mình điều trị những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên. Về lối sống thì một trong những điểm mà quan trọng nhất là phải bỏ thuốc lá. Bởi vì hút thuốc lá, ngoài việc là nó gây ra những cái biến chứng rất là nghiêm trọng trên phổi, thì những cái biến chứng mạch máu, những biến chứng mạch máu ngoại vi cũng sẽ là những biến chứng
vô cùng thường gặp và vô cùng nặng nề ở những bệnh nhân mà hút thuốc lá thường xuyên. Việc bỏ thuốc lá sẽ giúp cho bệnh nhân có thể làm đẩy lùi được tiến triển của bệnh, giúp cho triệu chứng của bệnh cải thiện hơn rất là nhiều. Về mặt thứ hai là về mặt chế độ ăn uống, sinh hoạt, thì như các bạn cũng đã biết thì ở những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên, cái rối loạn mỡ máu là một trong những rối loạn chuyển hóa thường gặp nhất, và những bệnh nhân bị bệnh lý này thường sẽ có những cái chỉ số mỡ máu rất là cao. Do vậy, bên cạnh việc dùng thuốc, dùng các cái thuốc để mình điều chỉnh về mỡ máu, sẽ phải điều chỉnh chế độ về ăn uống, sinh hoạt. Mình sẽ phải hạn chế ăn những cái đồ dầu mỡ, hạn chế ăn phủ tạng động vật để làm giảm những cái mỡ xấu, và tăng cường ăn rau, và đặc biệt là những cái rau luộc đấy, những rau luộc, và hạn chế ăn đồ xào nấu thôi. Thì đấy cũng là những chế độ ăn uống cần được thay đổi để có thể góp phần cải thiện được cái chỉ số về mỡ máu và cải thiện về bệnh lý của mình sau này ạ. Trên đây là một vài khuyến nghị của các chuyên gia để giúp cho những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên có thể thay đổi lối sống, thay đổi về chế độ sinh hoạt để có thể góp phần là cải thiện tiên lượng và giảm bớt triệu chứng cho những bệnh nhân. Hy vọng quý vị và các bạn cũng đã có những kiến thức riêng cho bản thân mình để có thể góp phần cải thiện và giúp điều trị tốt hơn bệnh lý này. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một bệnh nhân nữ 77 tuổi ở Nam Định bị sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp đã được các bác sĩ bệnh viện E hồi sinh thành công bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo ECMO. Đây là một trong những kỹ thuật chuyên sâu và phức tạp nhất trong chuyên ngành hồi sức tích cực và đã được bệnh viện E thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống cho những người bệnh đang ở ngưỡng cửa tử khi không đáp ứng điều trị với các biện pháp hồi sức tích cực khác. Trước khi vào bệnh viện, người bệnh có hiện tượng khó thở nhiều, đau ngực, nhất là ở khu vực thượng vị, đau dữ dội, lan ra sau lưng, được chuyển lên cấp cứu tại trung tâm tim mạch Bệnh viện E trong tình trạng khó thở, mệt nhiều, da tái lạnh, huyết áp tụt, xét nghiệm men tim tăng cao bất thường. Trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch và hồi sức tích cực đã khẩn trương hội chẩn. Các bác sĩ thống nhất quyết định chỉ định kỹ thuật ECMO VA, hệ thống tim phổi nhân tạo, phương thức hỗ trợ tuần hoàn, nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng tim và tuần hoàn cho người bệnh. Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh qua cơn nguy kịch. Khi đã quyết định tiến hành triển khai kỹ thuật ECMO này, cũng rất may mắn là được sự hỗ trợ và ủng hộ của giám đốc, cũng như là bên trung tâm tim mạch sang phối hợp rất là nhịp nhàng. Và may mắn là bệnh nhân đã chạy, trong quá trình chạy ECMO thì gần như là không có biến chứng nào đáng kể xảy ra cả. Bệnh nhân sau 5 ngày thì chúng tôi đã bắt đầu có những cái dấu hiệu tim bắt đầu hồi phục, và chúng tôi tiến hành cai ECMO và kết ECMO sau đó. Thì rất may mắn là sau khi kết ECMO thì bệnh nhân đã dung nạp rất tốt và bệnh nhân ổn định, chuyển được sang bên trung tâm tim mạch để điều trị tiếp. Kỹ thuật ECMO được Bệnh viện E triển khai từ năm 2014 và áp dụng thường quy trong điều trị các bệnh lý tim mạch, các bệnh nhân phẫu thuật tim mạch. Gần đây, kỹ thuật ECMO được áp dụng triển khai trên một số ca bệnh suy hô hấp cấp tiến triển, sốc tim do nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim. ECMO được đánh giá là kỹ thuật phức tạp và chuyên sâu, cần một ekip bác sĩ hết sức chuyên nghiệp để vận hành. Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng như viêm cơ tim cấp, sau khi cấp cứu ngừng tim, suy tim sau phẫu thuật tim, khiến tim bị suy giảm sức co bóp, huyết áp tụt, không nâng lên được bằng truyền dịch và dùng thuốc co mạch cũng như thuốc làm tăng co bóp cơ tim, thì ECMO là một lựa chọn hiệu quả. Bệnh viện E phát triển được rất nhiều các kỹ thuật, đặc biệt là những cái kỹ thuật rất là lớn như là kỹ thuật ECMO này hay kỹ thuật bóng đối xung động mạch chủ này, thì đều phát triển, đều làm được và thường quy. Và cứu được rất nhiều những bệnh nhân trong những trường hợp nhồi máu cơ tim mà có sốc tim, hoặc là viêm cơ tim, sốc tim, hoặc là một số trường hợp mà có thể ví dụ như sau mổ tim hở mà sau đó thì bị hội chứng lưu lượng tim thấp, thì chúng tôi có thể sử dụng cái trao đổi oxy qua màng tế bào, hay người ta gọi là ngoài cơ thể, tức là người ta gọi là ECMO. Thì cái đó là cái mà Bệnh viện E và Trung tâm Tim mạch hiện tại đang thực hiện thường quy. Trước đây, khi chưa sử dụng áp dụng kỹ thuật ECMO VA điều trị, thì người bệnh viêm cơ tim có sốc tim thường đối mặt nguy cơ tử vong rất cao.
Do đó, sự hồi phục của người bệnh tuổi cao ở ngưỡng cửa tử sau khi đặt máy tim phổi nhân tạo ECMO tại Bệnh viện E đã khẳng định thêm sự thành công về năng lực triển khai, năng lực chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật hiện đại của các bác sĩ hồi sức cấp cứu, góp phần nâng cao tỷ lệ cứu sống các ca bệnh nặng, nguy kịch. Để có được thành công này là do sự quan tâm sát sao, chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ của các khoa như cấp cứu tim mạch thì đầu, nội tim mạch người lớn, hồi sức tích cực và chống độc, chẩn đoán hình ảnh, huyết học, vi sinh, sinh hóa. Thưa quý vị và các bạn, bệnh động mạch ngoại biên là bệnh lý nguy hiểm. Tuy nhiên bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng nghèo nàn, thậm chí là không có triệu chứng, dẫn đến dễ bị bỏ sót. Đối với những người cao tuổi, lớn hơn 70 tuổi hoặc là lớn hơn 50 tuổi, kèm theo các yếu tố nguy cơ hoặc có triệu chứng đau chân cách hồi, nên đi kiểm tra sức khỏe, làm các xét nghiệm để chẩn đoán sớm bệnh động mạch ngoại biên. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.